Em cũng muốn đi xin tiền gì nữa mà thiệt. Bây giờ em thiếu nợ em có khả năng. Chị bình tĩnh đi rồi chị nói từ từ chậm rãi từ từ để cho em nghe, cho em với em là khán giả hiểu từ đầu câu chuyện. Hay nữa nè, mới mấy ngày nay nó lên cơn vậy đó, người công an tao có lợi luôn. Hai ba bữa trước công an có lợi là nó đang chói ngoài nhà, người công an mới nói mới phiên đó, người trơn vậy đó, rồi á kêu em đi ra xã xin ba giấy gì đó đặng đưa nó xuống bệnh viện. Anh đã chơi một lần rồi, ba mẹ đã cai cho anh rồi, đúng không? Mình có sao nói gì ha, ba mẹ đã cai cho mình rồi, đã cho mình làm lại cuộc đời rồi, tại sao không đi làm lại cuộc đời mà đi chơi nữa, vắng thang vô chi nữa. Bỏ đâu cũng như lúc trước em bỏ cũng gần 2 năm. Đúng rồi, bỏ đâu rồi như nhậu với anh em á rồi mới trở lại. Trở lại mấy năm nay sao suy nghĩ sao chơi lại vậy? Dĩ xỉn vậy. Mến thì hiện tại trước mặt cả nhà mình đây nè, đây là người mẹ mà ngày hôm nay mà mình gặp gỡ này cả nhà. Chị điện em lời chị có gì không chị? Chị nói em nghe coi. Thôi bình tĩnh đi nghe từ từ chị nói khán giả nghe đi, cũng gì khán giả tiếp giúp cho mình. Đây là cái dây xích hàng ngày của cô anh ấy đó hả? Chơi là dây này luôn hả? Chị nhỏ tháo được hả? Đâu chị kể cho em nghe từ từ câu chuyện thôi. Sao? Chị bức xúc luôn nha, chị nói không được nha. Cũng như chơi đá lúc giờ là 7 năm rồi. 7 năm rồi hả? Lúc trước cũng có tiền. Đưa nó đi cai nghiện rồi nó về nó cũng bỏ. Nó chơi cái nó đi lên cơn đưa vô bệnh viện Cần Thơ chứ. Lúc đó cũng có tiền. Đưa đi chứ chị bệnh dài nó cũng bỏ 2 năm rồi, rồi nó có vợ có con. Bây giờ có vợ con nó bị gì lợi nữa. Người vợ con đâu rồi? Vợ nó ảnh đứa con đi làm mai rồi, bữa nay mới có mấy ngày. Rồi ở nhà giữ con nó, người cha nó giữ nó. Lúc trước em cũng có điều kiện cũng đưa đi, bây giờ thật sự là em khổ, em cũng không muốn. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi chị? 25 tuổi hả? Anh có con mấy tuổi rồi? Nhỏ này với thằng kia. Đứa lớn nhất là bao nhiêu tuổi chị? 20 mấy tháng. 20 mấy tháng hả? Em cũng muốn đi xin tiền gì nữa mà thiệt. Bây giờ em thiếu nợ em có khả năng. Chị bình tĩnh đi rồi chị nói từ từ chậm rãi từ từ để cho em nghe, cho em với em là khán giả hiểu từ đầu câu chuyện. Tại bây giờ vô là chị khóc liền nên là mình cũng không biết được là mình hiểu sao cái câu chuyện của chị nữa. Kính thưa cả nhà thân mến, thì hiện tại Hiếu đang có mặt ở đây là Long Bình, An Giang cả nhà, thị trấn Long Bình. Nếu cả nhà mình biết thì cũng có một YouTuber ở đây nữa, gần đây nữa là Võ Nguyễn Hải cả nhà. Thì hiện tại bây giờ là anh chỉ ở trong nhà này rồi. Đâu có đâu, ngoài ngoại hả? Nó cũng ở ngoại nữa. Rồi sao bữa nay ngồi ở đây hả? Cái này nhà ngoại. Ngoài nóng quá nóng hả? Bây giờ anh bình tĩnh được, anh nghe em nói được không? Không sao, bình thường ha. Sao mà xích vô cái chân vậy luôn hả? Nặng không? Nặng nề không?
Dạo gần đây có đi quậy nữa không chị? Có mấy bữa nay nè, có công an người ta mới lỡ hai ba ngày trước người ta cũng la nữa. Ừ. Thì người ta cũng khuyên nói gì đó. Con thích qua đó rồi, em thích đây chút. Ừ, sao? Công an người xã người ta lỡ người ta cũng khuyên nó kêu nó đừng đi chơi nữa. Ừ. Rồi là mình ảnh chơi cái đó lại là bao lâu rồi? Không biết luôn nữa. Sao bây giờ nè, bây giờ em hỏi chị trước đi, bây giờ là hiện tại tình hình đó là lúc trước giờ là anh trai làm gì? Nó không có làm gì chứ, tôi mặn nuôi không à. Ừ, chị làm gì chị nuôi anh này? Đi bán. Bán gì? Bán cá ngoài chợ. Bán cá ngoài chợ hả? Một ngày chị kiếm được bao nhiêu tiền? Cũng 500-300 ngàn vậy đó. Ừ, 500-300 hả? Cũng nhiều á, 500-300. Cũng nhiều lắm. Lúc trước mà em có điều kiện em mới đưa nó đi xuống bệnh viện Cần Thơ á. Làm cái đó là cái gì? Chị bệnh gì? Chị bệnh tâm thần á. Tâm thần hả? Dạ. Là mình đã có giấy người ta đưa về. Rồi có uống thuốc không? Có luôn, nhưng mà đợt này cho nó uống thuốc lấy ở ngoài tiệm thuốc tây á. Ừ, sao lấy tiệm thuốc tây cái nó tiệm nếu mà không gỡ cái giấy đó xuống bệnh viện. Ừ. Có giấy đó luôn. Xuất viện rồi lấy giấy xuất viện về gỡ uống mà nó cũng vậy. Nó không bỏ được. Ừ. Rồi lại thêm chơi ba cái đó nữa. Dạ. Nó chơi đó. Rồi tiền đâu mà chơi? Không biết luôn nữa. Cũng có, cũng nó kêu mua bệnh sẹt cho nó đi sẹt, nó sẹt rồi nó lấy bệnh bán luôn. Ừ. À, kính thưa cả nhà thân mến, thì cả nhà nãy giờ nói vòng vòng cả nhà không hiểu câu chuyện, thì để Hiếu nói cho cả nhà sơ kiểu nhà nghe. Thì anh là cũng có giấy của tâm thần nữa cả nhà, rồi thêm lại chơi ba cái đá đấm gì nữa đó, rồi thành thử ra bây giờ cái tinh thần anh nó bấn loạn, nó không có được như trước, rồi đôi khi quậy, rồi đôi khi cầm dao đi kiếm người này người kia nữa cả nhà, phải không chị? Nhà nó chặt xe đồ nữa. Rồi lúc đó là lúc nào? Đâu chị kể tình tiết nó cho em nghe coi. Mới mấy ngày nay nó lên cơn vậy đó, người công an tao có lợi luôn. Ừ. Hai ba bữa trước công an có lợi là nó đang chói ngoài nhà. Người công an mới nói mới phiền nó người trơn vậy đó. Rồi á kêu em đi ra xã xin bá giấy gì đó đặng đưa nó xuống bệnh viện mắc đi xin giấy giới thiệu gì đó. Ừ. Rồi làm đơn, cái đơn như là đơn tự nguyện để mà xin xuống dưới á. Dạ. Rồi sao nữa? Người ta cũng khuyên nó đừng đi chơi vậy đó, đi chơi chi cho bị xiềng xích, kêu nó như qua cơn thì thả nó ra vậy đó. Ừ. Người cái hai ba bữa trước nó dụ cha nó kêu mở ra đi tắm, cha nó mới vừa mở ra nó chạy đi bỏ luôn. Người cha nó gượt không lợi nữa. Người chiều nó mới đi về. Chiều mới đi về kêu ở sớm người ta cả chục người vậy đó. Rồi xiềng nó lợi rồi cho nó uống thuốc, nói chung là mấy bữa nay là nó không có bị nữa. Ừ. Nó không có lên cơn như mấy bữa trước, nó cũng nói chuyện bình thường. Ừ. Rồi giờ là hàng ngày là uống thuốc ở đâu? Gỡ giấy xuất viện đó, gỡ đưa xuống nhà thuốc tây á, rồi người ta lấy ở đâu dưới bệnh viện Cần Thơ gì đó. Ừ. Người ta đem về. Còn bọc thuốc ở ngoài. Một ngày vậy là uống, một tháng uống bao nhiêu tiền thuốc này? Là 595 ngàn. Gửi cho cái bà ăn bà lấy. À. Rồi nó có lúc nó cũng không có lên cơn mấy tháng rồi, cũng nghĩ là nó hết rồi, không có đi lấy thuốc. Rồi nửa chừng vậy đó không lấy. Được. Thuốc này là phải uống mỗi ngày luôn, mà uống đến cả đời luôn á. Đâu không có bỏ được đâu. Rồi mới không có đi lấy. Với anh bình thường, em bỏ bình thường cũng cầm. Mà em mới gứt mấy vụ rồi chói lại. Rồi bây giờ nè, cho em hỏi nè. Anh em mình, anh bao nhiêu tuổi rồi? À, 24 tuổi rồi. 24 hả? 24 mà nhỏ hơn đi thì kêu anh em đi. Bây giờ em hỏi nè, tại sao là lúc trước là ba mẹ đã, anh đã chơi một lần rồi ba mẹ đã cai cho anh rồi. Dạ. Đúng không? Mình có sao nói gì ha? Dạ, dạ. Ba mẹ đã cai cho mình rồi, đã cho mình làm lại cuộc đời rồi. Tại sao không đi làm lại cuộc đời mà lại chơi nữa, dấn thân vô chi nữa? Có đâu, cũng như lúc trước em bỏ cũng gần 2 năm rồi. Đúng rồi, bỏ dạ. Đâu rồi? Như nhậu với anh em mới chơi lại. Ừ. Chơi lại mấy tháng này. Sao suy nghĩ sao chơi lại vậy? Ba vậy xỉn vậy.
Anh biết cuộc đời của mình mà khi vướng vào cái đó là anh thấy nó bế tắc không? Dạ. Đó bây giờ vậy nè, ba mẹ khóc hết trước mắt anh thấy không? Cái con đường nó không có tốt đâu. Mình đừng có làm vậy, mình còn vợ còn con nữa. Dạ. Thấy không? Đó anh thấy mà khi mà anh vừa nhúng vô một cái là anh thấy cuộc đời anh giờ thấy sao? Dạ. Thấy gì? Thật sự là nó khi mà vướng vô cái đó rồi là em thấy cuộc đời của mình là coi như là xé tới bỏ giấy rồi, không còn nữa. Bởi nên là hôm nay là em ơi, chương trình em tới đây coi như là mình không nói về chuyện khán giả đi. Dạ. Mình nói về riêng bản thân anh đi, cũng cùng chân lưới với nhau mà anh thấy cuộc đời của mình bây giờ tối ngày xiềng xích gì nè cả nhà, nè cả nhà, là tức là tay cũng xiềng luôn, tay cũng mấy mà chân cũng mấy luôn, xiềng là ở trên luôn á, tới nó tỉnh tội nghiệp tháo ra. Tội nghiệp tôi tháo gà nó mấy bữa trước tháo ra là lâu lâu cái nó chạy đi luôn, chạy quậy luôn hả, chạy ra đường này luôn nè, chạy cũng cỡ cây mấy số tôi được theo hỏi rồi tôi được nói sao mà chạy đâu ạ? Như xiềng quậy mà em bức cước hả? Dạ. Như không xiềng sao em cũng được chứ. Dạ. Em nói được là em làm được. Tại anh quậy quá người ta mới xiềng chứ. Dạ, nhiều khi cũng là vậy sao. Mà lúc quậy đó là anh có biết mình không? Biết. Biết là anh biết anh quậy luôn hả? Sao quậy chi vậy? Chuyện khó nói quá. Chuyện khó nói quá hả? Bây giờ không mấy nói riêng với em được không? Dạ. Bây giờ mẹ lánh mặt chút xíu đi mẹ, cho em nói chuyện riêng với anh xíu rồi. Giờ nó nhỏ em nghe coi sao rồi. Mày cái kia khó nói lắm. Bây giờ là còn lên cơn cái đó nữa không? Không. Còn không chị? Còn lâu lâu nó còn. Mấy ngày mới mấy ngày nó mới lên cơn rồi. Bây giờ nè, bây giờ em nói cho anh nghe nè, ở đây có rất là nhiều khán giả trên đây người ta xem. Bây giờ em muốn em là người đứng ra để mà thay đổi cuộc đời của anh lại. Dạ. Anh cảm thấy như thế nào? Như cái đó là em cảm ơn anh nhiều. Bây giờ Hiếu không biết là lúc trước anh sao cả nhà. Em muốn thay đổi cuộc đời của anh lại. Dạ. Anh biết tại sao không? Không phải vì anh đâu. Dạ. Cũng không phải vì mẹ của anh nữa. Dạ. Mà là vì bé này nè. Dạ. Vì bé này nè. Còn đứa nữa. Đứa kia nó mới 9-10 tháng. Bé kia 9-10 tháng hả chị? Không nhớ nữa. 7 tháng hả? 7 tháng còn quá nhỏ. Mà bây giờ nếu như mà sau này bé nó lớn hơn, nó biết cha nó vậy rồi sao? Rồi sau này rồi sao mà anh nuôi con được? Rồi vợ mình nữa. Vợ anh bây giờ anh biết vợ nó làm gì không? Làm mai. Ngồi mai hả? Dạ. Ngồi mai là cái ngành này là mình biết nè cả nhà. Là ngồi mai từ sáng tới chiều tối luôn á. Là kiếm một ngày khoảng 100 mấy 200 ngàn. Mà em hỏi anh chơi gì một lần bao nhiêu, tốn bao nhiêu tiền? 500-300. 500-300 hả? Chơi chút xíu 200-300 ngàn rồi vợ mình đi làm từ sáng tới chiều mới được 200-300 đó. Dạ. Mà về nuôi con anh thấy phí tiền không? Dạ. Với lại mà anh chơi cái đó thì cuộc đời mình nó bế tắc không? Dạ. Anh vừa có cái kiểu như là có giấy bên thần kinh nè, thấy với tâm thần nè, mà bây giờ nó uống thuốc thì nó ổn, nó bình thường với lại, mà anh chơi cái đó vô nữa, nó làm cho con người mình là nó không còn cái gì nữa hết á. Dạ. Nó không biết gì chân mà nó cứ lúc nào cũng nóng trong người, nóng tánh chân cả nhà. Bây giờ nếu như mà anh thay đổi cuộc đời anh lại, em sẽ giúp gia đình anh nó thay đổi cuộc sống một xíu. Dạ, rồi cảm ơn anh. Mà chắc không, chắc là bỏ không? Em nói được, em sẽ làm được. Đàn ông mình nói được mình làm được, mình lo cho vợ con chứ không có chơi vậy được. Dạ. À, kính thưa cả nhà thân mến, thì cái nhà nó trong đó phải không? Dạ. Đây là cái chỗ nè cả nhà. Nhà nằm đây, chỗ đây. Giải thích đây nè. Một cái tay là một cọng. Một bên này là một cọng tay, còn hai bên chân là gì nè cả nhà. Rồi thường ngày là xích ra luôn, xích vô cái cây luôn hả? Xích phần nửa vô hả? Rồi xích sao? Xích hai tay hai giò luôn hả? Hai tay giò giống kiểu như là
trong bệnh viện trong thằng xích đi ha. Hai cái tay thì vô hai cái giường, còn hai cái chân thì vô hai góc giường, bên kia là bốn góc. Là nằm ra là banh đây vậy luôn. Trời ơi. Chi vậy sao cuộc đời mình để gì chi vậy? Dạ, phải gì khi... suy nghĩ lại đi, dạ. Suy nghĩ thử coi. Mình cùng chăn lứa nhau nè, nói chuyện nhau cho dễ nè. Thấy không? Mình suy nghĩ lại coi. Tại sao mình được vô cái trường hợp đó chi? Mình sống như bao người đó, mình có con có cái, chở vợ đi chơi, chở con đi chơi ăn chỗ này chỗ kia sướng, dạ. Không? Hả? Giờ Hiếu chỉ còn nói chuyện tình cảm với anh thôi cả nhà, mình đâu có dùng biện pháp mà cứng rắn nó được. Đàn ông á, nó đừng có dùng biện pháp cứng rắn không có được đâu cả nhà. Là mình dùng cách nào mà để cho anh thấu hiểu được là tự động nó thay đổi bản thân liền. Thấy không? Đừng có chơi nữa. Dạ. Rồi em sẽ giúp từ từ. Ví dụ mà công ăn việc làm gì đó thì giúp từ từ, vốn liếng em sẽ giúp từ từ. Dạ. Mà bước ban đầu tiên bây giờ trước mắt á là anh phải cai cái đó mới được. Dạ đúng rồi. Anh cai xong rồi mình mới uống thuốc. Uống thuốc tâm thần vô là lúc đó là sẽ nó ổn định từ từ lại là anh không còn bị nữa, nhưng mà cái tâm thần đó là phải uống tới khi nào mà nói chung là uống hoài luôn. Tháng nào cũng phải đi uống hết. Ngày nào cũng phải uống hết, không có dừng lại được. Không, bệnh này là phải uống hoài luôn, không bao giờ mà dừng lại thuốc được. Dừng thuốc là nếu mà mình uống, ví dụ mình uống 5-10 năm mình dừng lại là mình vài năm sau là dễ bị lại. Em làm chương trình là em gặp nhiều lắm rồi. Tại vì biết sao không, hiện tại anh đang bị bệnh như vậy đó. Rồi á, mới là dính thêm cái đó nữa, rồi nó làm cái trí óc của mình nó không được minh mẫn nữa, rồi thêm cái hai cái nó dập vô cái nữa anh mới quậy. Anh nghe em nói hiểu không? Anh hiểu không? Chỉ còn cái nữa phải quậy. Nói chung với anh chơi cái này đâu cũng đâu có tốt đâu. Anh biết nữa, anh biết câu nói đó mà anh chơi là em giận em luôn. Dạ. Em buộc anh thiệt. Sao kỳ vậy? Say xỉn vô rồi cái ta kêu làm đại hả gì? Dạ đâu có đâu, lúc bạn em như chơi nhiều người quá, người đi làm này kia nó cũng có tiền, lúc em làm ngày chút xíu chịu hay chịu bình thường. Rồi ăn nhậu gì á thì tự nhiên lúc đó cuộc sống mình tốt, tự nhiên mình bá vô làm chi vậy hả? Bá vậy. Kính thưa nhà thân mến, thì vừa qua cả nhà mình nghe chị là mẹ của anh á khóc của mình rất là nhiều cả nhà, gọi điện nói tình hình con mình vậy, bây giờ đưa vô châu trong cai nghiện này nọ luôn á thì cũng tội con mình, mà bỏ nhà thì quậy đi kiếm người này người kia quậy phá dữ lắm. Mà nhờ hên là mấy ngày nay anh bình thường lại rồi mới được, em mới Hiếu mới được ngồi đây nói chuyện với anh này cả nhà, mới bày tỏ với nhau anh em nói chuyện hết với nhau nghe. Bây giờ nè có em ở lại khán giả đây nè, anh hứa đi nè, bây giờ anh hứa tao anh không được đụng với tới đó nữa và anh uống thuốc tâm thần bình thường trở lại, em sẽ giúp cho anh có cuộc sống tốt. Dạ em sẽ hứa với anh là gì? Mình đàn ông mình nói được mình làm được. Dạ. Không phải vì bản thân mình mà mình có trách nhiệm với là hai người. Dạ. Hai người đó là một là mẹ mình, hai nữa là gia đình mình. Mình có trách nhiệm. Dạ. Nha. Dạ. Từ đây anh bỏ đứt cái đó luôn đi, ráng làm sao mà cố gắng ở nhà mình cai cái đó luôn. Dạ. Rồi xong đó là anh uống thuốc hàng ngày nè, đây là thuốc của anh nè, hàng ngày nè anh uống xong thì anh ổn định sức khỏe đi. Dạ. Em sẽ tìm công việc cho anh. Dạ. Rồi giúp vốn cho anh đi làm. Dạ đoàn cảm ơn anh trước. Rồi từ đây vợ chồng mình sống khỏe, mẹ cũng đỡ lo. Dạ. Em thấy mẹ bữa giờ là khóc rớt nước mắt nhiều lắm á. Dạ hiểu. Rồi thì Hiếu cũng chân thành cảm ơn cả nhà mình đã xem clip này ha cả nhà. Bây giờ anh bình tĩnh rồi phải không? Bây giờ anh có thể dẫn em vô nhà anh được không? Được. Anh đi luôn, đi được không chị? Được. Đây, phải không? Bình thường rồi phải không? Cầm luôn, cầm luôn. Đây bây giờ nè kính thưa cả nhà thân mến, thì
lẽ ra là không cho anh đi vậy đâu, cả nhà cũng nguy hiểm lắm. Dạ dạ thôi anh cứ để ra đi em. Bây giờ nhờ anh bỏ đi không thuốc trên này được chút xíu đi, hút thuốc. Dạ đây giờ là xích gì luôn. Nặng không, nặng nề không? Không. Thấy cuộc đời của mình thấy sao đó? Hai anh em mình cùng chân lứa nè. Dạ, tâm sự nghe coi. Em cho camera man đi trước, tâm sự em nghe coi sao mà buồn dù gì mà chơi đó lại. Như ý là không phải là buồn, như lúc bỏ 2 năm rồi cũng dính về rồi nhậu anh em mới rủ lại chơi thử lại lần nữa. Sao thử? Sao thử, đã biết là thử là đã nghiện rồi mà sao thử? Dạ. Hả? Sỉnh vô đâu biết gì đâu. Đó, giờ mình thấy mình bị cái chân cẳng gì mình thấy làm sao? Cùng chân lưới như mình sao cho mệt trong người gì sao thở vậy? Hả? Trong người sao? Cũng bình thường. Bây giờ em tới đây giúp thôi nghe chứ. Dạ, không dạ, có dạ. Gì nghe. Dạ. Ông bập tôi cái là tôi không biết sao mà nói nha. Đó là. Cao gáo đẹp trai quá nè cả nhà. Chơi chi cho nó uổng cuộc đời vậy không biết nữa. Dạ. Còn vợ nữa. Trời ơi, ông mà có diện vợ ông đi theo người khác mất công lắm nha. Dạ. Lúc đó là không trách hờn ai được chân á. Bởi vì ráng lo cho bản thân. Đâu, chỗ này phải không? Đi vô phải không? Dạ. Vô. Rồi đó thấy không cả nhà, coi nè. Nhà thấy cái chân không? Cái tội khổ không? Rồi hàng ngày anh ở đâu đâu? Anh ở nhà bên đây. Đâu anh ở trong nào đâu? Nè, hàng ngày anh ở đây hả? Dạ. Rồi bữa là xích anh ở đâu? Đây. Xích anh giường này luôn hả? Dạ. Trong đây nóng lắm sao chịu nổi thấy không? Bởi vậy. Bởi vậy. Nè, xích vô giường này phải không? Dạ. Trời ơi, khổ không? Rồi ở trong này là ở với hai vợ chồng hay gì? Dạ, hai vợ chồng với thằng nhỏ. Hai chồng với thằng con hả? Với thằng nhỏ lớn thì ở với ông nội nữa. Ừ. Chi mà thiệt tình nè con. Cũng đẹp trai lắm mà tự nhiên đi vướng thân vào cái đó cuộc đời chi. Thôi đứng đây nè được rồi. Giờ đó, bây giờ nè, em ở đây có mặt anh với lại khán giả đây, bà con ở đây ráng cố gắng làm lại cuộc đời dạ, nha. Dạ. Bỏ đi, không có tốt đâu. Anh làm gì một thời gian nữa cái đầu anh nó nát luôn á. Dạ. Chứ không phải đơn giản đâu. Tại vì vừa mình bị tâm thần gì đó nè, rồi thêm lại là cái đó nó cho kích thích nữa, là dạ, nó sẽ làm cho cái đầu mình ấy lắm đó. Dạ. Bỏ đi, làm lại cuộc đời, em sẽ giúp vốn cho làm ăn. Dạ. Thấy không? Mình á, mẹ là thứ nhất nè, thứ hai nữa là còn vợ còn con nữa. Anh mà có bà gì là vợ con anh sống sao rồi vợ làm sao. Dạ. Mình còn trẻ nữa thấy không? Rồi vậy ha, nhớ nè, hứa với bà con đi trên đó đi, hứa từ đây về sau không chơi nữa. Ừ, chắc chắn nha, bắt tay nè. Dạ. Em sẽ giúp cuộc đời anh thay đổi. Dạ. Chắc chắn luôn là không chơi nữa. Hết khán giả ở đây, không khán giả nè. Anh tên gì? Trần Vĩnh Kỳ. Trần Vĩnh Kỳ anh. Dạ. Chính xác là anh bao nhiêu tuổi? 2001 là 23 tuổi à. 23 tuổi rồi, mới 23 à. Năm 2000 tuổi rồi, 25 tuổi. 2000 hả gì? Trời, không nhớ. Không có nhớ nè. 2001 hả? Ngày 9 tháng 1, 2001. Ừ. Rồi vậy đó cả nhà. Rồi Hiếu sẽ luôn cập nhật tình hình cả nhà, cho cả nhà mình biết nữa ha cả nhà. Dạ.